À, xin chào các bạn, bây giờ chúng ta cùng làm ba câu này. Đối câu 1 thì các bạn có verb nó chính là từ is và từ can move. Đấy, chúng ta có hai verb. Nhưng cái verb thứ hai chúng ta có từ that đằng trước. Chính vì thế nên các bạn khẳng định đây chính là mệnh đề tính từ, chính là sắp cộng với verb o. Đối với mệnh đề tính từ thì mệnh đề tính từ thì nó đứng sau danh từ, để bổ nghĩa cho danh từ đằng trước đó. Vậy nếu thế thì các bạn thấy là verb chính trong câu này nó chính là từ từ is. Thì ở đây thì chúng ta thấy là đằng trước verb chúng ta đang có một danh từ, nó chính là chủ ngữ rồi. Vậy nếu thế thì gạch chân đằng trước danh từ này, vậy chúng ta có thể thiếu gì? Nào bây giờ chúng ta xem lại đối với phần danh từ. Đằng trước danh từ thì chúng ta có thể có tính từ. Tính từ thì bổ nghĩa cho danh từ. Đằng trước tính từ chúng ta có trạng từ. Trạng từ bổ nghĩa cho tính từ. Còn đằng nữa thì chúng ta có mạo từ thì mạo từ xác định cho danh từ. Vậy nếu thế thì đối với câu này chúng ta chỉ thiếu một trong ba cái này thôi. Hoặc là thiếu kết hợp được nhỉ? Một trong hai trong ba hoặc ba trong ba đều được. Nếu thế thì các bạn nhìn đáp án thì các bạn chỉ có thể phương án A. Nó chính là một mạo từ ơ, mạo từ xác định cho danh từ. Còn đối với phần B và phương án D chúng ta không chọn được, nếu mà chọn thì chúng ta thừa thừa động từ, đây là động từ, đây là động từ, mình sai. Trong câu chúng ta chỉ có một động từ chính. Thì hay là trong câu chúng ta chỉ có một S verb O chính, còn đâu là phụ hết, được chưa các bạn nhỉ? Vì thế nên sai. Còn phương D thì phương án C chúng ta không chọn được, tại vì sao? Nếu mà chúng ta chọn phương C thì nó lại trở thành mệnh đề trạng từ sắp cộng với S verb O. Nếu thế thì chúng ta chưa có một S cộng verb O chính, mình sai. Đấy, chúng ta chú ý cho mình là trong câu chỉ có một S verb O chính thôi. Bắt buộc phải có một S verb O chính. Đối câu 2 này thì các bạn thấy có verb đâu? Verb nó chính là từ gì? Verb nó chính là từ rival. Rất dễ dàng nhận biết đây là verb tại vì chúng ta có từ his. His chính là mạo từ. Mà chúng ta luôn có kiến thức là đằng trước mạo từ là động từ hoặc là giới từ. Nhưng giới từ thì chúng ta chắc chắn là biết được. Vì thế nên ngoại giới từ ra thì nó chính là động từ. Vì thế chúng ta khẳng định từ rival nó chính là động từ. Nào, thì bây giờ chúng ta quy về năm cấu trúc cứng như nào nhỉ? Đây chính là S cộng verb O một gạch. Thiếu gì? Thiếu mệnh đề tính từ giản lược này. À, mệnh đề tính từ này. Trạng từ mệnh đề. Trạng từ nó chính là cấu trúc từ 4. Nhìn đáp án này thì các bạn loại ngay được là mệnh đề tính từ, loại ngay mệnh đề trạng từ chỉ còn là một trạng từ thôi. Mà trạng từ thì cấu thành bởi gì? Trạng từ thì cấu thành bởi giới từ cộng với danh từ. Thì giới từ đâu? Giới từ đây chúng ta có danh từ rồi, đây danh từ rồi, vậy chúng ta chỉ thiếu một một giới từ thôi. Vậy chúng ta sẽ chọn phương án phần C. Bây giờ chúng ta làm câu 3. Đối câu 3 thì các bạn thấy là gạch chân sau giới từ. On chính là giới từ. Vậy gạch chân sau giới từ thì các bạn đừng có phân tích câu. Gạch chân sau giới từ. Tại vì sao? Tại vì sau giới từ chúng ta chỉ có thể danh từ này, cụm danh từ hoặc là mệnh đề danh từ. Hoặc nếu mà verb là verb in cộng với o. Thì các bạn nhìn đáp án ABCD thì các bạn loại được danh từ, cụm danh từ, mệnh đề danh từ có thể có và verb in của ô loại. Vậy bây giờ chúng ta chỉ có thể làm mệnh đề danh từ thôi. Bây giờ chúng ta tìm mệnh đề danh từ. Thì đối với mệnh đề danh từ thì các bạn chọn nào đây? Phương A không phải rồi. Trong này chúng ta sẽ chọn phương án phần B, nó là mệnh đề danh từ với what. Thì đối với mệnh đề danh từ với what thì chúng ta có what cộng với s cộng verb cộng o. Và thứ hai là what cộng với verb o. Các bạn còn chú ý là đối với sau giới từ mà mệnh đề danh từ với what thì chỉ có dạng là what cộng verb o không. Đấy, đây chính là lý do chúng ta chọn phương án phần B. Còn phương D không phải, phương C và D không phải rồi đúng không? Không phải là, đây không phải là sắp mệnh đề danh từ. Cấu trúc này là sai. Thì đối câu này thì các bạn ôn lại cho mình những kiến thức sau. Thứ nhất là mệnh đề tính từ. Cái thứ hai là các bạn nhớ cho mình xác định danh từ, xác định động từ, sorry các bạn, xác định động từ. Và cái thứ ba, các bạn ôn lại cho mình đối với mệnh đề danh từ.
Xin chào các bạn. Các bạn ủng hộ hoặc muốn xem nhiều video mới hơn thì các bạn ấn nút đăng ký hoặc nút subscribe. Nếu các bạn thích thì các bạn ấn nút like. Chúc các bạn sẽ thi tốt trong đợt thi sắp tới. Xin chào các bạn.